Hôm nay ngày 14 tây tháng 10 năm 2020, Phương Linh Mỹ Tho xin đại diện quý nhà hảo tâm, tổng cộng ở đây là 2 triệu tư. 2 triệu tư Linh sẽ đi cho 24 hoàn cảnh. Thì Linh sẽ dùng cái số tiền của gia đình chị Lệ Xuân. Hồi nãy là chị Lệ Xuân cho 2 triệu thì Linh đã trao hết 3 hoàn cảnh, mỗi hoàn cảnh 300 ngàn, thì còn lại là 1 triệu mốt. 1 triệu mốt thì bây giờ Linh sẽ bỏ vô 1 triệu ba. 1 triệu ba nữa là Linh sẽ dùng số tiền của em Quỳnh, em Quỳnh bạn của em Trương Ngọc Quỳnh đó, để Linh lấy. Quỳnh ơi, Ngọc ơi, Linh đại diện con trích ra trong cái phần của ngày hôm nay, Linh sẽ dùng 1 triệu ba để cộng với tiền của chị Lệ Xuân để Linh đi cho hoàn cảnh ở trong khoa chạy thận ha. Thì Linh đây, dạ chào chú, con đại diện cái quỹ đi. Cái này là của chị Lệ Xuân, nhóm chị Lệ Xuân và em Quỳnh, gửi chú 100 ngàn hả chú. Dạ rồi, chúc chú khỏe mạnh ha. Đây hoàn cảnh thứ nhất, đây hoàn cảnh thứ hai, em gửi chị 100 ngàn nha chị. Dạ, đây của chị Lệ Xuân và em Ngọc Quỳnh, em Quỳnh và em Ngọc Quỳnh là hoàn cảnh thứ hai. Anh ơi, cho em gửi yêu thương. Dạ, dạ cho em gửi 100 ngàn. Đây là của cái quỹ của chị Lệ Xuân và của em Ngọc Quỳnh và em Trương Ngọc Quỳnh, em Quỳnh và em Trương Ngọc Quỳnh. Dạ cảm ơn. Đây là hoàn cảnh thứ ba. Đây là hoàn cảnh thứ tư. Cho Linh gửi 100 nha cưng. Em thận bị lâu chưa? Nhiêu tuổi rồi cưng? Mở hoàn cảnh em chụp nhìn chị mà thấy hồng vậy chưa? Chị cứ quay đi, em chụp cho. Đây là hoàn cảnh thứ tư rồi ha. Dạ chào anh. Đây là hoàn cảnh thứ năm. Cho em gửi 100 ha. Dạ, đây là 100 ngàn Linh dùng số tiền của em, của chị Lệ Xuân và em Trương, em Quỳnh của nhóm Trương Ngọc Quỳnh. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Cho em gửi anh. Trời ơi, thấy thương quá, coi cái tay nè. Đây, em dùng số tiền của em Trương Ngọc Quỳnh. Em Quỳnh, bạn của Trương Ngọc Quỳnh, ha, với chị Lệ Xuân. Quên rồi, không nhớ nữa. Dạ, cho gửi. Dạ. Dạ. Dạ, cho con gửi. Dạ. Dạ, con để đây đi. Dạ, được rồi. Con để đây được rồi. À, cảm ơn rất là nhiều. Bà ngoại ơi, cho con gửi ngoại nha. Con gửi gì? Dạ. Ngoại ơi. Ngoại ơi, ngoại. Cho con gửi ngoại nha ngoại, đừng mua bánh, mua thuốc rồi kia ăn. Dạ, con đại diện nhóm bạn. Dạ, chị Lệ Xuân và em Quỳnh. Em Quỳnh của nhóm Trương Ngọc Quỳnh á. Dạ. Cho em gửi anh. Dạ, dạ. Được, được rồi, em để ra được rồi. Đứa nào? Đứa nào? Dạ, cho em gửi. Cho con gửi thì được, được rồi, gì để gì nằm được rồi. Đây Linh đại diện nhà hảo tâm của chị Lệ Xuân. Chị Lệ Xuân và em Quỳnh.
em Quỳnh, do em Trương Ngọc Quỳnh giao duyên. Linh cảm ơn quá trời nhiều luôn. Linh hy vọng là sau khi Linh đăng lên thì sẽ được cái đồng cảm, là các nhà hảo tâm sẽ trợ, được các nhà hảo tâm sẽ trợ duyên tiếp. Ở trong bệnh viện đa khoa thì 20 mấy hoàn cảnh. 23 hoàn cảnh, 24. 24 hoàn cảnh. Dạ, chào anh. Dạ. Rồi anh nằm đó được rồi. Dạ. Mình bệnh lâu chưa anh? Dạ, cũng 10 năm rồi. Dạ. Đó. Đó, các thiện hữu, các nhà hảo tâm thấy những người chạy thận khổ ghê vậy đó. Chị, cho em gửi chị chút đỉnh nha chị. Mời cô. Dạ, để đó em. Rồi, Linh cũng cảm ơn các nhà hảo tâm rất là nhiều. Khổ quá. Khổ quá, khổ quá. Nam mô A Di Đà Phật, cầu nguyện cho tất cả. Dạ, được, dạ gì? Dạ, con chào chú. Chú ơi, chú cho con gửi chú chút đỉnh nha chú. Được rồi. Dạ. Dạ. Con đại diện nhà hảo tâm, chị Lệ Xuân và em Quỳnh, bạn của em Trương Ngọc Quỳnh. Dạ chị, cho em gửi. Chị được rồi, được rồi, chị nằm đó đi, được rồi, em để đây. Em xin phép để được chụp hình, đừng em. Em hy vọng là sau khi em đăng lên á, sẽ nhận được tiếp yêu thương nữa thì em sẽ trở vô hả chị? Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn nhà hảo tâm rất là nhiều. Con chào chú. Chú ơi, chú cho con gửi chút đỉnh nha chú. Được, được rồi, chú để cái tay xuống được rồi. Chú cho con gửi chút đỉnh. Con báo cáo với nhà hảo tâm. Chị, cho em gửi chút đỉnh nha chị. Dạ. Cảm ơn nhà hảo tâm rất là nhiều luôn. Dạ, cho em gửi. Cảm ơn chị. Dạ, em đại diện nhà hảo tâm. À, chị bị lâu chưa chị? Nay mười mấy năm rồi. Dạ. Chạy thận nay năm rồi. Quê mình ở đâu chị? Xã Tân Bình Thạnh nè. Dạ. Rồi thôi em về nha, hôm nay thì em cũng là đại diện nhà hảo tâm. Anh ơi, cho em gửi anh chút đỉnh nha anh. Dạ. Hôm nay đến bệnh viện đa khoa khoa chạy thận, thấy thương quá. Nè, cho em gửi anh. Chị ơi, cho em gửi chị chút đỉnh nha chị. Em hôm nay em đại diện chị Lệ Xuân và các bạn, với em Quỳnh, bạn của Trương Ngọc Quỳnh. Em xin được chút đỉnh thì em vô bệnh viện để trao yêu thương. Rồi thôi, Linh cũng cảm ơn rất là nhiều đến các nhà hảo tâm. Dạ, cảm ơn chị. Còn 200.000, vậy là còn hai hoàn cảnh nữa. Không biết phải không ta, hồi nãy mình đổi tiền không biết có lộn không. Còn với bà lớp 10 trăm chưa có. Rồi. Câu gì ghi đâu? Đây vô cho cô chỉ giùm. Chị dẫn em. Em tao cưng đếm lại chị coi cưng đếm lại chị coi liền. Rồi xong rồi, thôi chị cảm ơn nhiều nha. Rồi cảm ơn các cô điều dưỡng ở đây rất là nhiều. Rồi thôi, Linh xin bye bye. Và cũng hy vọng là sẽ nhận được đồng cảm tiếp theo. Để nếu mà Linh nhận được trợ duyên thì Linh cũng sẽ trở vô bệnh viện để trao yêu thương cho những hoàn cảnh chạy thận ở đây. Linh bye bye ạ.